Chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình lại lên một cái clip shadow cho mọi người cùng được xem nhé. Và mình đang ở chỗ bên Gia Lai. Và hiện tại thì cũng trời cũng gần tối rồi, 5 giờ rồi nha mọi người. Và mình quyết định là sẽ lên một đoạn clip cuối cùng cho mọi người cùng được xem nhé. Đó, như mọi người đang thấy chiếc xe đang bị ánh nắng chói vào nhé. Và mình sẽ đi vào từng chi tiết một của con xe cho mọi người cùng được xem nhé. Đây cũng là một chiếc thứ hai nhá. Đó, tới đây. Còn đây thì đang được tháo cắt đang tời rồi nhá. Đó. Tháo một khúc các đăng tời rồi. Và đây là mọi người cùng được xem ở chỗ bên nít với phần dưới của cái máy. Đây cặp cầu đây nhá. Vẫn là xài thắng dầu nhá. Thắng thì chắc mới là đóng, vẫn còn rất là nhiều. Và mình sẽ hướng lên để cho mọi người cùng xem chỗ cái boss nhá. Đây. Đây vẫn là boss trợ lực đây. Vẫn xài loại boss đây nhá. Và máy thì cũng không khác gì chiếc trước. Máy cũng là máy D16 của thằng Hyundai. Lốp thì chiếc này là lốp cũ hơn chiếc trước nhé. Tại vì trước đây thì nghe nói chắc nó cũng rẻ hơn. Và trước đây thì mới hạ hộp số rồi nhé. Và mọi người khỏi phải xem hộp số nữa. Tại vì chiếc xe là mới được xã hạ hộp số. Và đây là một cái bình dầu rất chi là lớn luôn. Và ở chỗ đây là về bộ phận bô lăng với thắng côn đó. Mấy con xe đây thì sắp xếp rất là ok luôn nha mọi người. Đây chiếc xe đây thì cũng đi hai tầng số mạnh luôn và xe đang được bảo dưỡng lại. Đây số mạnh của nó đây nha mọi người. Mình sẽ hướng về đằng trước để cho mọi người cùng xem. Đó, côn đây nha. Hai con đây thì rất chi là khỏe luôn. Máy móc thì như nhau thôi nha. Và xe luôn luôn là đi hai tầng số mạnh. Đó, như mọi người thấy nhá. Có cả thắng tay luôn nhá. Và mình sẽ xích qua phía sau để cho mọi người cùng được nhìn ở phía sau đây. Đó. Mới được thay lại ron hết nhá. Đó, như mọi người thấy nhá. Vẫn còn vết keo còn chưa đi nhá, mới dán. Đây qua bộ phận sau cầu sau nhé. Và sắp xi thì bao lớn luôn, sắp xi nào cũng ba lớp hết nhé, sắp xi lớn hết. Đó, như mọi người thấy đây, sắp xi đều lớn. Mình sẽ hướng qua đằng trước nhé. Đây sắp xi đây quá khủng rồi, rất là phù hợp cho anh em nào cảm thấy là muốn đi nhiều hàng nhé. Xe đây vẫn đi lốp 11. Hai con đây thì thùng thì rộng như nhau nhá. Dài thì chắc nó cũng như nhau thôi. Nhưng mà chẳng qua là một con thì nó cũng nát hơn một con thôi. Đây, về bộ phận cầu sau này. Cũng khá là ok luôn. Nít thì khỏi phải chê rồi. Nếu thì bao mọi người đi hết cỡ là không hề việc gì luôn nha. Không hề lung lay gì hết. Đó, sắp xỉ thì mọi người nhìn nha, vẫn thẳng tưng luôn. Đó. Chẳng có vấn đề gì về sắp xỉ nhá. Sắp xỉ thẳng tưng và sắp xỉ thì cũng lại là ba lớp. Và mình sẽ đi lên cho mọi người cùng xem máy.
là về cái máy nhá. Máy móc này, còi cáp đàng hoàng luôn. Có chữ A luôn nha. Còn về việc là bên thùng thì phải tùy theo mình làm nó mới có. Còn chữ A thì vẫn nguyên có rồi nhá. Máy móc thì rất là sạch sẽ luôn. Máy đây thì không hề là có vết nhớt xì ra ngoài nhá. Mọi người an tâm về máy móc. Mình cũng nói gió nha, tại vì là không có bình nên là không nghe được tiếng máy, nên là mọi người xem thì cũng thông cảm nha. Không phải là mình không muốn cho mọi người nghe tiếng máy mà là do không có bình để mà nổ máy nha mọi người. Xe ở đây thì luôn luôn bán là không bình, nếu mình cảm thấy muốn mua thì mới có bình, mua thêm cái bình thì mới có bình nha. Và giờ clip của mình thì cũng xin được khép lại ở đây nhé. Và mọi người xem clip mình hay thì nhớ đăng ký kênh. Gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé.